Những ngày qua, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh chuyển lạnh đột ngột, số lượng bệnh nhi đến bệnh viện thăm khám về bệnh hô hấp tăng cao. Tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trẻ điều trị tại khoa chủ yếu nhiễm trùng hô hấp, trong đó nhiều trẻ viêm hô hấp nặng, đặc biệt là viêm phổi và viêm tiểu phế quản. Bệnh nhi từ các tỉnh chiếm 60% tổng số ca. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện cho biết, số ca đến thăm khám các bệnh về hô hấp gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái, có khoảng 7% trẻ chuyển nặng phải nhập viện điều trị. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 238.000 ca mắc hô hấp. Riêng tháng 10, số ca bệnh gia tăng đột biến hơn 35.300 ca. Để phòng bệnh viêm hô hấp cho trẻ em nói riêng và cộng đồng nói chung, Sở Y tế khuyến cáo người dân cần rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng cho bản thân người lớn và cho trẻ em, luôn luôn che miệng mũi khi ho, khi hắt hơi. Giữ ấm cơ thể, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, dinh dưỡng hợp lý theo tuổi và giữ gìn nhà cửa sạch thoáng.